Em Đức xin chào các bác nhá. Mới nhất trong ngày hôm nay, em Đức tiếp tục review cho anh em chị em thêm cái mẫu xe 8 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy. Thì sau đây em Đức sẽ cùng anh chị và các bạn chúng ta sẽ lái một cung đường ngắn thôi để cho anh chị và các bạn cảm nhận được cái chiếc xe nó chất thế nào. Đây các bác này. Asia nhá các bác nhá. Hàn Quốc. Đấy. 8 chỗ ngồi. Phải nói là từ trước giờ em Đức lần đầu tiên mà mua được cái em Asia, xe cực đẹp luôn anh em. Chạy ngon luôn các bác nhá. Đấy, 8 chỗ ngồi, con này máy 1 chấm thôi. Xăng này cực kỳ tiết kiệm luôn. Đây các bác này. Lít sơ sơ cũng 6-70 các bác nhá. Bốn số thì nhẹ nhàng. Nói là từ trước giờ em Đức mua rất là nhiều xe nhưng mà chưa thấy con em nào mà xe lại chất như em này các bạn. Asia mẫu này thì nhập Hàn Quốc nguyên chiếc luôn. Đấy, em Đức sẽ vào cái khu vực mà em Đức hay quay video cho các bác. Mọi chức năng thì em này hoạt động bình thường. Chạy băng băng luôn anh ạ. Đến nơi. Quá là ngon luôn. 8 chỗ ngồi. Mẫu này ít tiền thôi. Và đây là chiếc xe Asia các bác nhé. Mẫu này được sản xuất 1996, nhập Hàn Quốc nguyên chiếc. Đăng ký hình như là đầu 98 thôi đây anh em ạ. Nhưng mà thật sự ra là em Đức chia sẻ rất thật cho các bác nhé. Chiếc xe này rất đẹp luôn. Đồ zin còn rất là nhiều các bác nhé. Lốp mới gần như cả dàn lốp mới luôn. Đấy. Asia sản xuất 1996. Giá thì hiện tại em Đức chào bán cực kỳ hợp lý cho anh em, 27 triệu đồng. Đấy, các bác mà muốn xem xe thì cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng. Và sau đây em Đức sẽ đi vào những cái phần chi tiết về cái chiếc Asia này. Xe thì các bác đến thì chắc khả năng không còn cái gì điểm gì mà lời chê các bác. Cực đẹp luôn. Màu thì rất đẹp. Đó. Một con xe thì cũng rất là cỏ thôi. Nhưng mà đại chất. Khẳng định các bác là đại chất luôn. Đây. Đèn lùi đấy các bác. Riêng bác chủ này nhá. Thì đừng chê bác cái điểm gì cả. Bác ấy một người cực kỳ chăm xe luôn anh em. Đấy. Sơn si sạch đẹp các bác nhá. Biển thì khá là VIP luôn. 6805. Đó.
Đấy, gạt mưa sau anh em này, gạt mưa sau này. Gạt mưa sau. Đấy, các bác nhá. Gạt mưa này, vòi phun mưa này. Đấy. Thật sự ra con xe này là nó chung quy lại tầm xe cỏ mà hai mấy triệu thì các bác không có điểm gì để chê luôn. Đây, lốp lắp em ở đây. Đây các bác này. Lốp thì còn rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đây. Lốp mới luôn. Đấy. Còn rất đẹp. Đây. Cua lốp các bác này. Các bác nhìn. Đấy. Nói chung con này là em lấy Đức đánh giá là đáng mua đấy các bác nhá. Đây. Cua lốp của nó đây. Đây. Đây các bác này. Đấy, cua lốp gầm bệ chưa có mục ngoặt gì anh em nhá. Đây, em Đức xoay luôn cái phần gầm cho anh em xem này. Đây. Gầm sàn của em đây đây. Các bác này. Đấy. Chất em này thì không bị bàn. Đây, máy móc thì khô gioăng luôn anh em ạ. Đấy, cầu số đây. Các bác nhìn không? Cầu số thì khô roang luôn anh em nhé. Con này thì thật sự ra là tầm hai mấy triệu thì khả năng là nó cũng hàng hiếm rồi đấy anh em ạ. Đấy, đây, đèn đằng trước các bác nhá. Đèn đằng trước là đèn kính zin luôn. Đấy. Bác chủ tầm một bộ đèn kính zin luôn anh em nhé. Chất thì con này không phải bàn luôn. Đây anh em ạ. Đèn kính zin. Đèn là sáng trưng luôn. Đấy, sáng rực. Con này bật ban đêm mà bật đèn lên thì nó có rất là nhiều đèn nhấp nháy rất hay. Đấy. 27 triệu các bác nhé. Các bác liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0962 567 089 các bác nhé. Đây, đèn trước đây. Phải nói thực sự ra là bác này bác ấy rất chăm xe luôn anh em ạ. Đây, đèn gầm đây các bác này. Đấy. Một số rất là chi tiết rất nhỏ thôi anh em nhé. Màu sơn em này thì cực độc lạ rồi. Đây cái bộ đèn nháy của nó đây các bác, đèn nháy này. Đấy, đèn nháy này. Đấy, bộ đèn nháy đây. Đấy, bác chủ cũng rất chơi luôn. Chơi cái đèn nháy không. Đấy. Đăng kiểm thì thưa các bác là hết rồi nha các bác nhá. Đây. Đăng kiểm này, tháng 9 này các bác này. Đấy, lọc đá cho anh em tí thôi. 27 triệu các bác nhá. Lốp lắp thì cực đẹp luôn. Đây. Lốp lắp đây. Đấy. Lốp 2018 anh em nhá. Lốp 2018. Đấy, gần như mới gà dàn luôn anh em ơi. Xe này bác chủ bác ấy rất chăm luôn. Xoay qua phần gầm bệ này các bác này. Đấy, gầm bệ đây. Đấy, sắt xi đây. Chưa bị mối mọt gì luôn anh em ạ. Đây, lốp lắp của em đây. Đấy. Xe thì chất lượng thì các bác không bị bàn. Đây, cu lốp của đây anh em. Đây các bác này. Cu lốp chưa mọt luôn các bác nhá. Con xe này hai mấy triệu bạc rẻ. Kính nha các bác này, kính Asia luôn anh em ạ. Asia các bác này. Đấy, kính Asia luôn này anh em nhá. Đây, đây kính Asia đây các bác này. Thực sự ra là cũng rất hay, em Đức thấy là rất hay. Đây là cái phần nội thất bên trong anh em ạ. Phần nội thất bên trong đây. Đấy, toàn bộ cái gong này các bác này, gong này, đấy chưa có bị mọt gì anh em nhé. Đấy, thật sự ra là em Đức mua rẻ thì bán rẻ cho anh em thôi. Cái mẫu này thì rất phù hợp cho anh em mà điện nước điều hòa các bác nhé. Đấy. Đi làm công trường công trình hoặc bác nào mua về để chờ tự xây thì quá ok luôn. Đấy, đúng tầm đấy các bác nhé, 8 chỗ ngồi, xăng con này thì ăn cực ít luôn, 5-6 lít chỉ 100 cây thôi các bác nhé, bằng xe máy cơ. Đấy, giá thì rất rẻ. Đây, sàn bọng của nó đây. Các bác nhìn này. Đấy, sàn bọng của em ở đây. Sàn được bọc da hết anh em nhá. Sàn bọc da hết. Đó. Đây. Chân thì các bác không phải bàn về chân. Đây anh em ạ. Asia. Trần bọng của nó đây. Đấy, trần như mới luôn anh em ạ. Rất hay nhá các bác nhá. Sàn được bọc da hết ghế da. Đấy. Đây. Phía sau đây anh em ạ. Đấy. Rất bình dân thôi. 27 triệu anh em nhá. Bằng con xe máy. Mua anh em nào đi công trường, công trình, thợ xây. Đấy. Điện nước điều hòa thì con này quá tuyệt vời rồi. Đấy. Trần đấy các bạn này. Nói chung chất chát con này thì con này rất chất anh em nhá. Nếu bình thường ra, khẳng định các bác là hàng nó là hàng hiếm luôn. Đó, em đóng cửa lại. Đó. Khung vỏ ra đây, các bác nhìn này.
Đấy, còn rất đẹp luôn. Đấy, 27 triệu thôi. Rồi, mời các bác ra ngoài, chúng ta sẽ cửa rất nhẹ nhàng anh em nhé. Thật sự ra là em Đức khẳng định luôn các bác, đi xem không có Asia nào hơn em này luôn. Đấy, cực kỳ đẳng cấp các bác nhá. Anh em à, con xe kính quay tay, kính trước kính quay tay các bác nhá, kính quay tay. Đấy, kính quay tay. Đấy. Rồi, các bác này, em này sản xuất 1996 anh em nhá. Asia này, một cái gì Toland cái gì này. Đấy, nhập Hàn Quốc này, 96 này. 8 chỗ ngồi anh em à. Máy xăng thì máy 0.8 thôi. Ôi sao, quá ít xăng luôn anh em ạ. Đấy, đây các bác nhìn này, cái phần cua lốp của nó đấy các bác này, cực đẹp luôn. Chất em này thì không phải bàn. Đấy, máy đây, máy móc của em ở đây. Đấy, rất hợp lý. Cái tầm tiền mà dưới 30 triệu đồng. Đấy, con này cực chất anh em nhé. Chất chát, cực chất luôn. À, các bác này. Đấy, em đứng quay kính lên đấy. 27 triệu. Bác nào nhanh tay thì còn các bác nhá. Chậm tay thì có cái cam đùi anh em nhá. Có cam đùi không có màn hình. Đấy. Giá hợp lý cho anh em luôn. Đấy. Có 20 mấy triệu con xe. Giá rất rẻ luôn. Nói thật là các bác nhá, em Đức mua rẻ bán rẻ các bác nhá, không có câu like, câu view gì cả. Một số anh em điện cho em Đức là hỏi là em Đức có bán xe thật không hay là chỉ đăng câu view thôi. Thực tế là xe đây em Đức quay đây, biển số đây. Đấy. Tì con này rất khỏe luôn. Đấy, gạt mưa sau vẫn còn nguyên luôn. Ê, kính nhà xe anh em ơi. Đấy. Kính nhà xe luôn. Anh em ơi. Em này thì khá chất chát đấy nhá các bác nhá. 27 triệu con xe thôi. 8 chỗ ngồi luôn. Đấy, giá rẻ giật mình. Đấy. Cú lốp của nó đây các bác này. Đấy. Đấy, cái bộ để chân của nó này các bác này, vẫn còn nguyên luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung quy em này thì không có gì để chê. Và sau đây mình sẽ nổ máy lên cho các bác nghe tiếng động cơ các bác nhá. Cực chất luôn. À, không bị mối mọt gì anh em nhé. Cháo đi hơi thừa luôn anh em nhé. Không có đi hơi thừa luôn anh em ạ. Đấy. Chưa. Các bác anh em nào mà mua này thì mua con nào, giá thì rẻ. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Chạy 6-70 cây, chạy ầm ầm. Thì với cái mẫu Asia mà hôm nay em Đức chia sẻ cho quý anh chị và các bạn, để cho anh chị và các bạn chúng ta mua về để phục vụ đi làm thì cũng rất ok các bác nhá. Bác nào mà đi công trường, điện nước, điều hòa thì hoặc là bác nào làm công trình xây dựng thì cái mẫu này nó rất hợp lý luôn. Nó đáp ứng coi như là khá là nhiều tiêu chí cho các bác. Thứ nhất là tiết kiệm xăng nhá các bác nhá. Xăng thì có khoảng tầm 5 đến 6 lít trên 100 cây thôi. Điều thứ hai là đi 8 người. Đấy. Và sơn xi thì rất sạch và đẹp, không phải làm gì cả. Các bác về sẵn đổ xăng là đi. Đấy, đăng kiểm thêm một phát nữa là coi như là
hơn triệu nữa vào gọi là đi ngon vi vu luôn. Thì anh chị nào mà chúng ta quan tâm tất cả những mẫu xe mà hiện tại bên em Đức có, từ những mẫu xe từ vài chục triệu đến vài trăm triệu để phục vụ tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc, thì các bác mà lướt qua video lần đầu thì cũng nhớ để lại cho em Đức một lượt chấm. Các bác nào mà cần mua mẫu xe nào thì các bác cứ comment phía dưới thì em Đức sẽ tìm mẫu xe đó cho các bác. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức xin chào bác nhá.